Thưa quý vị, sự việc bốn em nữ sinh may mắn thoát nạn sau khi bị đuối nước trong lúc tắm ở sông Mã đã nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Sau sự việc đó, mới đây, Ủy ban nhân dân huyện Sông Mã đã tổ chức biểu dương và tặng giấy khen cho nam sinh lớp 10 vì hành động dũng cảm lao xuống sông cứu thành công được ba học sinh thoát nạn. Theo đó, Ủy ban Nhân dân huyện Sông Mã tổ chức biểu dương tặng giấy khen cho em Lò Quang Vinh, học sinh lớp 10C, trường Trung học Phổ thông Sông Mã, vì hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước tại khu vực Bản Lè, xã Triềng Khong. Ông Nguyễn Trí Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sông Mã cho biết, dù tuổi còn nhỏ nhưng em Vinh đã dũng cảm giúp đỡ người gặp nạn. Đây là tấm gương sáng để học sinh trên địa bàn huyện học tập và nói theo. Cho đến hôm nay, em Lò Quang Vinh vẫn không thể quên được khoảnh khắc khi thấy bốn em học sinh chơi với giữa dòng nước sông mã không đắn đo suy nghĩ, em đã lao mình xuống dòng nước cứu người. Em Lò Quang Vinh chia sẻ, lúc đấy em cũng sợ bị các bạn ấy dìm xuống, nhưng em cũng nghĩ nếu mình không kịp thời thì các bạn sẽ bị đuối nước nên em đã lao mình xuống và cố gắng hết sức. Chỉ tiếc là còn một bạn, em không cứu được. Trước đó khoảng 12 giờ trưa 23 tháng 4, một nhóm 9 nữ sinh có độ tuổi từ 12 đến 14 tuổi đã rủ nhau ra sông Mã, đoạn thuộc bàn lè, xã Trường Khong để tắm. Trong lúc tắm, có bốn em là Lò Thị Kim Hát, 12 tuổi, Hà Kiều U, Hoàng Thị L, Hoàng Thị T đều 14 tuổi, không may rơi vào hố sâu. Do không biết bơi nên các em đã vùng vẫy kêu cứu. Lúc này, em Lò Quang Vinh đang đi qua đó, thấy vậy không chút đắn đò, nhảy xuống sông để cứu người. Sau khi cứu được ba em lên bờ an toàn, Vinh đã quay lại cứu người còn lại, nhưng dòng nước sâu đã cuốn em hát đi. Sau sự việc xảy ra, chính quyền và gia đình đã huy động lực lượng tìm kiếm. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày thì tìm thấy thi thể em hát và đưa về mai táng. Sự việc đau lòng nhưng một lần nữa là hồi chuông báo động về tình trạng học sinh bị đuối nước trên khắp các tỉnh thành trên cả nước. Đặc biệt là khi thời tiết đang dần chuyển nắng nóng. Do vậy, cán bộ địa phương nên có những biện pháp sát sao phối hợp với các bậc phụ huynh để có những hình thức quản lý các em, đồng thời có thêm các buổi tập huấn kỹ năng bơi lội xử lý tình huống khi gặp nạn dưới nước để hạn chế đến mức thấp nhất những trường hợp đau lòng có thể xảy ra